tới gần nó luôn. Mình đi tới gần nó mà nó không biết luôn nè. Ôi trời. Raccoon. Raccoon năm ngoái nó là raccoon baby á. Nó đi với mẹ nó, năm nay mẹ nó mất rồi sao á. Nó lạc mẹ nó rồi. Năm nay nó lớn rồi nè. Năm nay nó lớn rồi nè. Nó còn nó đi một mình. Mẹ nó thì dữ lắm nha, mẹ nó dữ lắm. Mẹ nó thận trọng á. Mẹ nó là buổi đi ăn buổi tối thôi, ăn đêm thôi. Thấy mình rồi nó chạy. Hello. Lên cây kìa. Nó leo lên cây. Rất cool, nó sống ở trên cây á. Đâu rồi không biết. Nó trốn phía bên kia của cái cây à. Raccoon mẹ không biết nữa. Raccoon mẹ nó dữ lắm á. Raccoon mẹ nó khôn lắm. Nó đi ăn đêm thôi nghe, mà bắt đầu mà trời sáng, trời rạng sáng bắt đầu có ánh nắng mặt trời, có ánh sáng mặt trời là nó bỏ đi á. Nó bỏ đi. Năm ngoái là mình thấy con này nó đi chung với con mẹ của nó đó. Là con này nó có chút xíu à, nó nhỏ xíu à. Nó nhỏ xíu à, dễ thương lắm. Nó chạy lăng tăng nhỏ xíu à, dễ thương á. À, bữa nay nó lớn rồi. Rồi không biết mẹ nó đâu rồi, không biết mà sao nó đi mình. Nó còn có mình nữa. Chắc mẹ nó bị người ta bắn chết rồi. Chắc đi vô nhà của mấy chủ đất kia phá hay gì là bị bắn chết rồi, hoặc là bị coyote nó ăn rồi. Nó còn có một mình à. Thấy thương ghê.